Trước hết là cha gửi lời chào hết tất cả chúng con có mặt trong buổi sáng hôm nay bằng cái tình thương mến của cha dành cho chúng con. Hình như cũng mấy tháng rồi cha mới gặp chúng con. Thì hôm nay mục đích gặp chúng con đó là để cha sẽ trao học bổng cho chúng con, như tiếp sức với chúng con cho cái học kỳ 2 của năm 2016, năm 2017 vào tháng 6 này. Và tháng 9 cha sẽ gặp chúng con tiếp để cha sẽ trao học bổng cho học kỳ 1 của năm 2017 và 18 nha. Thì hôm nay cha muốn chúng con nhắc lại cho cha để cha nhớ tên của chúng con học trường nào năm thứ mấy để cho cha biết. Ha, bắt đầu từng em này đi ha. Chúng con đứng lên, chúng con chỉ nói là con tên gì, rồi con đang học năm thứ mấy, ngành gì vậy thôi. Nguyễn Thanh Kiên, lớp 12 chuẩn bị lên đại học. Sang năm đại học con học ngành gì? Ngôn ngữ Anh. Rồi cảm ơn con. Rồi cảm ơn con. Nguyễn Trần Ngọc Quyền. Thứ ba, năm thứ ba sư phạm nhạc. Học giỏi không? Học nhạc là con học về hát hay là về học sư phạm để dạy cho người ta hát? Dạy cho người ta hát là mình biết hát không? Biết chút chút. Rồi cảm ơn con. Nguyễn gì con? Nguyễn Thị Anh Thư. Đại học năm thứ nhất. Ngành kế toán. Rồi cảm ơn con. Rồi cảm ơn con. Kế bên. Học được học mấy năm được con? 4 năm mới ra trường. Con mới năm thứ nhất thôi. Năm cuối. Chúc mừng con. Rồi. Cảm ơn con. Học lớp mấy con? Lớp 11 trên 12. Lớp 12, hè này là lớp 12. Rồi cảm ơn con. Này nhìn mặt quen phải không? Rồi ngồi xuống. Sư phạm âm nhạc. Vậy có trường cùng ngành với con không? Cùng luôn hả? Cùng trường luôn hả con? Con học bên trường nào? Bên đâu? Đại học Tiền Giang. Còn con học bên nhạc viện. Ngồi xuống đi con. Con nói lớn lên coi. Hay là con nhỏ con nói không có đủ hơi. Rồi. Rồi cảm ơn con. Rồi. Cao đẳng y tế học ở đâu con? Đây ngồi xuống. Năm mấy? Rồi cái. Năm ba rồi. Đúng rồi. Cha nhớ. Cảm ơn con. Rồi. Cảm ơn con. Rồi cảm ơn con. Nữa làm sứ ngôn viên đài truyền hình hả? Bên phóng viên, bên báo chí. Rồi, cảm ơn con. Năm cuối nhạc viện. Rồi. Thì vừa qua đó thì cha thấy chúng con đã chia sẻ với cha về ngành nghề tụi con học. Thì cha thiết nghĩ những cái ngành nghề chúng con chọn đó thì mỗi người theo cái sở thích của mình, nhưng cha thiết nghĩ những cái ngành nghề đó nó cũng rất cần trong xã hội ngày hôm nay. Nếu như chúng con cố gắng học theo đuổi đến cùng thì nó rất là ý nghĩa để cho chúng ta phục vụ cho xã hội cũng như là cho cái bản thân của mình. Cho nên chúng con cố gắng học cho tốt.
Về học bổng thì cha cũng muốn nói với chúng con đó, thì cha cũng biết là có những em á đóng học bổng rất là cao, học bổng đóng một năm có khi là 10 triệu, mười mấy triệu cũng có. Rồi có em thì 5 triệu, 7 triệu. Nhưng mà cha sẽ chia sẻ về học bổng cho chúng con đó, không chỉ là dựa trên là 4 triệu đồng, nhưng mà có những em học đóng rất là nhiều cho nên cha cũng hỗ trợ thêm, thí dụ là 5 triệu, 6 triệu, thí dụ như vậy. Những cái gì mà cha chia sẻ cho chúng con thật sự so với tiền học bổng chúng con đóng một năm thì nó không thấm thía vào đâu hết. Nhưng mà thôi thì đó là tấm lòng của cha chia sẻ với chúng con một chút để cho chúng con bớt cái lo lắng cái việc học trong cuộc sống của mình. Và đồng thời để sau này chúng con cũng nghĩ rằng là người này người khác giúp đỡ chúng ta, sau này chúng ta đi làm có tiền chúng ta cũng giúp lại những người khác như vậy. Và cha một điều cha mong rằng chúng con á, dù học cái gì đi chăng nữa nhưng cái việc đạo đức vẫn là trên hết nha. Đi làm hay đi học mình cũng phải bằng cái lương tâm của mình, nhất là những người công giáo hay là không công giáo cũng vậy, chúng con phải sống bằng cái lương tâm của mình, cái đạo đức của mình, gọi là tiên học lễ hậu học văn, làm cái gì phải nghĩ đến cái giá trị đạo đức con người của mình trên hết thì mình mới thành công được. Cha thấy có nhiều em học rất là giỏi nhưng mà không thiếu cái đạo đức thì trên cái con đường đi làm của mình không có thành công chút nào. Đặc biệt là ngày hôm nay cha thấy tuổi trẻ chúng con rất là giỏi, nhưng càng giỏi nhiều chúng con càng phải khiêm nhường thật nhiều, bởi vì cái sự khiêm nhường đó nó là một cái bài học để giúp cho chúng ta thăng tiến trên cái con đường làm việc của mình. Và khi mà mình khiêm nhường như vậy thì mình sẽ học được rất nhiều cái bài học khác nữa. Đó là những cái điều mà cha mong muốn chúng con. Hôm nay sau khi trao học bổng cho tụi con thì cha sẽ mời chúng con ở lại ăn trưa. Đây là cái quán thứ hai mà có lẽ là lần đầu chúng con biết. Tại vì mấy lần trước là chúng ta nhận học bổng tại văn phòng, tại quán cơm huynh đệ 1. Đây là quán cơm huynh đệ 2 dành cho các sinh viên đang học các trường đại học, các trường nghề tại thành phố Mỹ Tho. Những em nào có hoàn cảnh khó khăn xa nhà cần những cái buổi ăn trưa và chiều từ thứ hai đến thứ sáu thì sẽ đến cái quán cơm này. Cho nên hôm nay là chúng con đang ở trong cái quán cơm sinh viên này. Thường thường thứ bảy chủ nhật thì không có phục vụ, chỉ phục vụ từ thứ hai đến thứ sáu. Chúng con có những cái bạn bè ở xa có hoàn cảnh khó khăn, chúng con giới thiệu các bạn của chúng con đến đây thì quán cơm sẽ sẵn sàng đón tiếp và phục vụ cho chúng con những cái buổi ăn trưa và chiều. Hôm nay thì sau khi phát học bổng thì cha mời chúng con ở lại dùng buổi trưa. Đó là chúng con sẽ dùng bánh mì với bò kho ăn cho nó no, bởi vì cũng là trưa rồi. Rồi sau đó những em nào có nhu cầu cần tiền xe để đi về thì đến gặp chị Nga, thì chị Nga sẽ gửi cái tiền xe đó cho chúng con. Và chúng con sau khi nhận học bổng xong trở về nhà thì cho cha gửi lời thăm sức khỏe ba mẹ chúng con. Rồi hy vọng rằng chúng con học tốt, cha sẽ cầu nguyện cho chúng con thật nhiều, học thật tốt, ngoan, giỏi. Rồi tháng 9 chúng ta sẽ gặp lại để chúng ta nhận học bổng của học kỳ 1 năm 2017, năm 2018 nha. Giờ đây có một bạn nào muốn chia sẻ, muốn phát biểu, chúng con lên đây. Dạ, con cũng xin đại diện cho các bạn sinh viên ngày hôm nay có đôi lời chia sẻ đối với cha là tụi con cũng xin cảm ơn cha rất nhiều. Cha không những quan tâm đến những người nghèo khắp nơi trên đất nước mà còn quan tâm đến các bạn sinh viên của con. Chúng con hứa với cha là sẽ học thật tốt, sống đẹp đời, đẹp đạo để không phụ lòng mong muốn của cha. Thì chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Bây giờ thì cha sẽ trao học bổng cho chúng con. Còn những cái đơn mà điền vào đó thì chúng con điền lại để cha nắm lại cái thông tin, xem cái nhu cầu của chúng con, rồi chúng con sẽ trao lại cho chị Nga. Giờ cha sẽ trao học bổng cho chúng con. Rồi trước hết đó là cha mời bạn Nguyễn Trần Vinh. Nguyễn Trần Vinh. Học trường cao đẳng phát thanh truyền hình. Rồi, cha gửi cho con nha, ráng học nha. Mời bạn thứ hai là bạn Nguyễn Chí Toàn. Rồi, cha gửi con nha.
đang học. Bạn thứ ba là Trương Công Hưng. Rồi, cha gửi nha. Cảm ơn cha. Bạn thứ bốn là Nguyễn Nhật Quỳnh. Rồi, cha gửi cho con đang học nha. Nguyễn Trần Ngọc Quyền. Rồi, cha gửi con đang học nha. Trần Nguyên Khang. Rồi, gửi cho con nha, ráng học nha chưa. Lê Ngọc Diệu Hiền. Rồi, gửi cho con. Lê Phước Thạnh. Rồi. Nguyễn Hoàng Thái. Bùi Thị Yến Trâm. Rồi, cảm thấy em ha. Nguyễn Thị Trúc Phương. Chào Nguyễn Thị Phương, đánh lại cho con. Rồi. Nguyễn Quốc Thiên. Nguyễn Thị Anh Thư. Bạn Trần Huy Quang. Huy Quang. Hoàng Phương Trinh, Vũ Minh Thiện, Vũ Thị Trúc Phương, Đặng Huyền Trân. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Vũ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hoàng Thái Bảo, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thảo, và Nguyễn Thị Thủy Tiên. Nguyễn Thị Ngọc Giào, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Văn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Anh Tuấn, Vương Thanh Phượng, Tô Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Kiên, Nguyễn Hồng Thái Học. Có bao nhiêu ký? Bao nhiêu? Gần 40. Cô chia bớt cho em. Đăng Khoa. Đang học hình như con. Với Chúa con ước mong cơm ngon áo đẹp cho đời, người đói nghèo cha ơi xin hãy sống ban cho những ai còn chưa có nơi gối đầu, cho những ai còn chưa có nơi gối đầu. Vì xưa ta đói người đã cho ta ăn, và khi ta khát trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục
cùng ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Một tấm lòng con xin thưa với Chúa, xin thưa với Chúa. Con ước mong em thơ bước chân đến trường, học yêu người, yêu tha nhân khắp mọi nơi, thương tha nhân. Lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh nghèo, lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh. Vì xưa ta đói, Ngươi đã cho ta ăn, đã cho ta ăn. Và khi ta khát, trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha và Con và Thánh Thần. Xin thưa với Chúa. Con ước mong em thơ bước chân đến trường, học yêu người, yêu tha nhân khắp mọi nơi. Lệ tuôn rơi thương sao những mái tranh. Chúng con một lần nữa thay ra, ai thấy có ngon không? Ngon. Mốt là các cô có nhiều, các cô sẽ nấu phục vụ cho chúng con. Chúc chúng con dùng ngon miệng nha. Trao tay chén nước vơi đầy, đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Vì xưa ta đói, Ngươi đã cho ta ăn, đã cho ta ăn. Và khi ta khát, trao tay chén nước vơi đầy. Đời linh mục ra đi chia sẻ niềm vui, một lòng hăng say tất cả vì yêu thương. Cô này là cô Thi, cô ở bên Mỹ về đây. Cô là cái người mà hay đi bán đĩa giùm cho cha. Cô hôm nay cô có dịp đến đây, cô thấy chúng con vậy đó. Cô nói cô không có tiền nhiều. Cô nói cô hết tiền rồi, cô sẽ cho chúng con phần của cô là cho chúng con tiền đi về xe là 100.000 có một người. Đó là tiền của cô. Rồi sau khi tụi con nhận tiền của cô xong á, cái đó là quà của cô dành cho tụi con. Còn những em nào mà cần tiền xe đi về thì đến gặp chị Nga để nhận. Tụi con hiểu không? Đó, cái nào ra cái đó. Và cho nên bây giờ cô cũng đóng đồng của cô thì cô chào bà con.